Hello, xin chào các chú anh chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê USA nha. Welcome back to my channel guys. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2022 ở tại thành phố Houston của tây bang Texas xinh đẹp. Nhiệt độ bây giờ khá là ấm áp ở mức 84 độ. Mọi ngày tháng cuối tháng 10 mà ở dưới Houston 84 độ là mát rượi luôn á. Và trong lúc mình đang lái xe thì bây giờ mình sẽ cùng với mọi người làm một cái chủ đề khá là mới mẻ trong kênh của mình mà đó giờ mình chưa làm. Đó là mình sẽ so sánh mức lương ở bên Mỹ với mức lương ở bên Việt Nam. Mức lương mà coi làm cái nội dung mà có nhiều vợ anh chị Việt Nam có thể là không thích, nhưng mà không sao. Tại vấn đề này không phải là mình chọc mọi người ha. Vấn đề là mình muốn cho mọi người hiểu thêm, đặc biệt các cô chú anh chị Việt Nam hiểu thêm. Thứ trước tiên là Mỹ, lương ở bên Mỹ là phải cao hơn lương Việt Nam rồi đó. Cái đó là cái điều tiêu chí đầu tiên rồi đó. Nếu mà so sánh chút nữa đó, thì cái thành phố Houston này nè là một thành phố chỉ vỏn vẹn có 2 triệu rưỡi dân thôi, nó còn giàu hơn nguyên cái nước Việt Nam cả 100 triệu dân. Cái đó là các cái điều mà so sánh căn bản nhất đầu tiên. Nhưng mà ở đây trong cái video này mình muốn so sánh là gì? So sánh một mức lương bên Mỹ nó có giống như mức lương ở Việt Nam hay không. Ví dụ như mà mức lương 5.000 đô bên Mỹ này nó có giống như là một mức lương 5 triệu hay là 10 triệu bên Việt Nam hay không. Thì dĩ nhiên khi mình nói tới điều này á, có rất nhiều người bên Việt Nam họ bị ngộ nhận thì đúng hơn. Trước tiên họ không có suy luận được, họ sẽ nói là ok, bên Mỹ lương 5.000 đô á, thì hay là bao nhiêu ngàn đô đó, thì coi như là trả tiền nhà rồi đóng thuế rồi ăn xài theo vật giá ở bên Mỹ á, thì cái gì? Một nải chuối á, thì bao nhiêu tiền ha, một ký nho là bao nhiêu tiền, một ga lông xăng bao nhiêu tiền, một tô phở 20 đồng, vân vân, là nó cũng không còn bao nhiêu. Nó cũng giống như bên Việt Nam là lương 5-10 triệu thôi. Có nhiều người họ dám nói vậy đó mọi người. Trước tiên cái đó là nó nhận định nó sai hoàn toàn luôn. Nó sai hoàn toàn luôn. Và mình cảm thấy là mấy người đó phải nên đi học lại, tại vì họ đã phí rất nhiều thời gian đi học mà họ không thể nào mà họ suy luận ra được những thứ căn bản nhất. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người phân tích nè. Trước đây một mức lương 5.000 đô nó không hề giống như một cái mức lương mà 10 triệu bên Việt Nam. Tại vì sao? Mọi người nghĩ xem, một người mà làm lương 5.000 đô hay là cao hơn á, hay thậm chí là 4.000 đô thôi, là họ nè ha, có xe hơi nè ha, có mua nhà nè ha, mỗi năm đi du lịch cho một lần nè ha, ai đi qua Úc, qua Pháp, qua nước nào cũng được hết á. Còn bình thường nè, họ có thể sắm đồ hiệu nè, họ có thể sắm túi hiệu nè, họ có thể ăn nhà hàng nè, họ có thể đi resort nè. Không có giống như 50 triệu được. Không có giống được, giống cái chỗ nào đấy mọi người xem giống chỗ nào. Còn thí dụ như ở Việt Nam lương 50 triệu đi. Lương 50 triệu Việt Nam là trước tiên là lương cao rồi đó. Mình thừa biết cái có nhiều người đương nhiên nói lương 50 triệu là họ sẽ cãi, họ làm như là những người như mình á, họ không biết chuyện bên Việt Nam vậy. Trước tiên á, mình dám chắc 100% là mình còn gành cuộc sống ở Việt Nam hơn cả nhiều anh chị hàng triệu người đang ở bên Việt Nam. Nói gì về Việt Nam mình cũng biết đó, từ giá cả, sinh hoạt, địa lý, khu vực nào, mức sống sao, địa lý, coi như thời tiết, khí hậu, chỗ đó, môi trường, chỗ đó mình biết hết. Tuyên bố mạnh vậy đó. Chẳng qua là bình thường mình không có nói thôi, ok. Tại vì trước tiên nó không có lợi ích gì cho mình để mình nói đó. Thứ hai nữa là nó cũng không liên quan tới mình, phải không? Tại nó không liên quan tới mình. Ok, quay trở lại chủ đề. 5-10 triệu là một mức lương rất là khá ở Việt Nam rồi. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, một mức lương rất là khá ở Việt Nam đó với 5-10 triệu đi, sẽ mua được gì? Trước tiên là không thể nào mua xe hơi với mức lương 50 triệu rồi đó. Đó là điều chắc chắn rồi đó, phải không? Rồi càng không thể mua nhà với mức lương 50 triệu nữa. Ở Việt Nam lương 50 triệu sao mua nhà được? Trước tiên không có ngân hàng nào mà nó cho vay mấy tỷ để mua nhà với mức lương đó đó. Gây 50 triệu thì không thể nào mặc đồ hiệu được. Tại vì bản thân cái đồ hiệu một món thôi là nó mắc hơn tháng lương rồi. Thành ra cũng không mặc đồ hiệu được. À không. Rồi con mấy cái gia đình mà có lương 50 triệu họ cũng không thể nào gửi con cái họ đi du học được, tại vì lương ít quá. Thành ra mọi người xem, không giống được. Không có thể nào mà giống được mọi người, thấy không? Thành ra là cái căn bản đầu tiên mà nhiều người họ nói lương ở bên Mỹ mà 4-5 ngàn hay giờ 5-6-10 ngàn gì đó mà nó giống như lương 5-10 triệu Việt Nam, cái đó là hoàn toàn sai. Sai ở chỗ là một cái người mà họ làm lương 5-10 ngàn ở Mỹ là trên đời này cái gì họ cũng có thể mua được hết á.
Còn một người làm lương 5-10 triệu Việt Nam, họ không thể nào mua được những thứ mà những người làm lương 5-10 ngàn họ mua được. Cái đó là điều không thể đối với họ. Nói từ nhà trọ thôi, họ đóng rồi 2 triệu một tháng. Không, đó mấy thành phố nhà trọ thường có 2 triệu một tháng. Ok, 2 triệu một tháng là mà mấy nhà trọ mà gọi là bình thường rồi đó. Thường là có 2 triệu rưỡi. Mọi người nghĩ xem, cái đó là nó bứt hết nửa tháng lương nè. Không, xong rồi đóng tiền học cho con cái, rồi tiền đủ xăng, rồi nếu mà mua xe tay ga góp cái nữa hết, bà nó mất tiêu tiền luôn, khỏi ăn luôn. Trong khi đó một người mà 5-10 ngàn đô thôi, tức là mức lương là khá khá thôi đó, chứ không phải là lương cao dữ dội nữa. Lương cao thôi nhưng mà cũng không phải là kinh điển lắm. Là không, như mình nói à, du lịch châu Âu nè, đồ hiệu nè, túi sách hiệu nè, nhà cao cửa rộng nè, xe đẹp nè, thấy không, học trường tư đồ đó, thấy không, du lịch khắp thế giới đồ, không có giống được, thấy không. Đồng, còn nếu mà họ ăn ở bên Mỹ này, ăn nhà gì một tô phở 15 đồng, ok. Nhưng mà cái đó là cái phần rất là nhỏ nhỏ, tại vì sao, với cái mức lương ở bên Mỹ này á, cái mức sống người ta nằm mi mi trên cục đèn á. Còn mọi người xem, cái mức lương mà vài triệu đóng tiền nhà với đổ xăng cái hết trơn này, thấy không. Còn mọi người xem, nếu mà vô nhà hàng ăn đi, cái mức lương 5-10 triệu đó, ăn một chầu một thôi, mình đảm bảo là bứt hết nửa tháng lương này. Nửa tháng lương là coi như bay rồi, không có giống được, khác dữ lắm luôn á, thấy không. Cái idea ở đây là gì, này là mình không phải là mình chọc ghẹo gì mọi người hết, ok. Mình chỉ muốn cho nhiều cô chú anh chị hiểu thêm, để mọi người đừng có tự ái, thấy không. Có nhiều người họ cái cách phản ứng của họ, mọi người để cái kiểu mà họ trả lời, kiểu mà họ nói chuyện á, là mọi người biết liền à. Mọi người nghe cái giọng điệu là mọi người biết họ tự ái, là không có gì phải tự ái hết á. Tại sao trên đời này tự ái cũng vậy à, đó, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề nào đúng là đúng, không đúng là không đúng, đúng không. Tại vì mình phải biết vấn đề thì mình mới gọi là mình mới tiến bộ được. Còn nếu tự ái mọi người xem, tự ái cũng không có thay đổi được gì mấy, đúng không, nó không có giống được. Mọi người xem, thí dụ như mà một chiếc xe đi, một chiếc xe bên Mỹ này người ta làm nói chung ai cũng có xe hết, ok, toàn ra. Còn trong khi đó một chiếc xe ở Việt Nam, mọi người xem, lương một người dài, lương vài triệu, 5-10 triệu, thậm chí mười mấy triệu mua nổi chiếc xe không, đúng không. Đơn giản nữa. Còn cái nhà nữa, đúng không, đúng không. Hay là còn bao nhiêu thứ vật chất, chẳng hạn như quần áo, túi sách, đồ hiệu rồi đi, mọi người xem, mấy cái lương đó đâu chịu nổi với cái cuộc sống kiểu đó, không có giống nhau được, khác dữ lắm luôn á, khác mà coi như khác mà kinh điển luôn á. Ở Việt Nam mà muốn cuộc sống mà giống bên Mỹ nè, lương ít nhất phải có vài chục triệu, 5-70 triệu hay là cả trăm mấy chục triệu, may ra trong trường hợp đó, may ra, thấy không. Nhưng mà chúng ta đang nói vậy là nói tới hàng đại gia Việt Nam mà là nói tới đại gia Việt Nam á, thì lại có nhiều người họ lại cãi nữa. À, bữa nay là coi như mình đang hứng, mình sẽ kể, mình sẽ so sánh cuộc sống Mỹ với Việt Nam. Có nhiều người á, họ nói chuyện rất là mắc cười. Họ nói vậy nè, họ nói là ở bên Việt Nam á, là coi như là người Việt Nam bây giờ rất là giàu, còn giàu hơn Việt Kiều nữa. Mọi người họ dám nói chuyện cái đó chứ mọi người. Nói chuyện họ dám nói chuyện là coi như Việt Nam bây giờ rất là giàu, còn giàu hơn Việt Kiều nữa. Để mình xin hỏi lại, ở Việt Nam á, nếu mà nhiều người giàu như vậy, tại sao nước Việt Nam nó không có giàu bằng nước Singapore? Nó không có giàu bằng một cái thành phố bên trời Tây này, chẳng hạn như Houston hay là bên London hay bên Paris đâu chẳng hạn. Mấy thành phố đó nó chỉ có vài triệu dân à. Còn Việt Nam có 100 triệu người. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Đúng không? Còn nếu như ở Việt Nam mà nhiều người giàu vậy, giàu hơn Việt Kiều vậy, tại sao gia đình dòng họ mấy người đó không có giàu? Đúng không? Vậy tại sao gia đình mấy người đó giờ coi như làm lương tháng có 3-4 triệu vậy? Có mọi người thấy cái vấn đề đây không? Có nhiều người họ nói chuyện, nó nghe họ nói kiểu mà giống như là họ nghĩ là họ khôn hơn người khác dữ lắm. Ờ.
Nhưng mà nó nói rồi, có nhiều người họ biết rất là gạch về Việt Nam luôn á, chẳng qua họ không có nói thôi. Bởi vì trước tiên nó không có lợi ích gì hết, giờ nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Thôi video cũng đã dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, Khang Tiến cùng. Bye bye nào.